Cảm ơn quý vị đến với chương trình Trên từng kinh tuyến phát sóng thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2018. Các bình luận ngày hôm nay sẽ mang đến quý vị chủ đề Phát triển quan hệ chiến lược Việt Nam-Nga thuận lợi và khó khăn. Sau đây là các thông tin đến từ châu Á. Theo đại sứ Trung Quốc, chuyến thăm Philippines của Chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy quan hệ song phương. Hàn Quốc khẳng định sẽ tuân thủ trừng phạt Triều Tiên. Theo nhận định của đại sứ Trung Quốc tại Philippines, chuyến thăm Philippines của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy quan hệ song phương đạt được nhiều tiến bộ và bước lên một tầm cao mới trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Brunei và Philippines từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 11. Đây cũng là lần đầu tiên một vị lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc tới Philippines trong 13 năm qua. Chuyến thăm được cho là sẽ góp phần củng cố và nâng cấp quan hệ song phương trong tương lai. Đây là một chuyến thăm lịch sử mà chắc chắn sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong quan hệ Trung Quốc-Philippines. Chúng tôi tin rằng chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Hai bên sẽ chính thức trở thành đối tác trong sáng kiến vành đai, con đường, cùng đóng góp và chia sẻ lợi ích chung. Hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước đã có những tiến bộ hiệu quả trong những năm gần đây. Năm 2017, kim ngạch thương mại Trung Quốc-Philippines đạt hơn 50 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc cũng trở thành đối tác thương mại lớn nhất và nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Philippines. Ngày 20 tháng 11, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-gun đã khẳng định nước này sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Ông Cho Myung-gun nêu rõ, chính phủ Hàn Quốc tuân thủ chặt chẽ mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và tôn trọng khuôn khổ trừng phạt toàn cầu. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ dường như đang bất đồng trong cách tiếp cận đối với vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trong khi Seoul muốn mở rộng hợp tác kinh tế liên triều như một cách giúp thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, thì Washington cho rằng vẫn cần duy trì các lệnh trừng phạt cho tới khi Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Chuyển sang một thông tin khác, trong một động thái mới nhất được cho là sẽ làm nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng hiện nay ở Sri Lanka, ngày 19 tháng 11, Tổng thống Sri Lanka đã ra lệnh sa thải tránh thanh tra cảnh sát Nisantha Silva, người đang phụ trách điều tra một loạt vụ việc liên quan đến người thân trong gia đình và các trợ lý của Thủ tướng Mahinda Rajapakse mà ông vừa chỉ định. Sau quyết định trên, Tổng thống cũng giành luôn quyền kiểm soát trực tiếp lực lượng cảnh sát quốc gia. Sau đây là các thông tin đến từ châu Âu. Bộ trưởng 27 nước EU ủng hộ dự thảo thỏa thuận Brexit. Eurozone lạc quan về đề xuất cải cách ngân sách của Đức và Pháp. Ngày 19 tháng 11, trường đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu EU về việc Anh rời khỏi khối này hay Brexit, ông Michel Barnier cho biết, các bộ trưởng 27 nước thành viên còn lại trong EU ủng hộ dự thảo thỏa thuận Brexit. Văn kiện gần đây đã nhận được sự nhất trí của các nhà đàm phán Brexit và sự ủng hộ của nội các Anh. Văn bản thỏa thuận sẽ được trình lên các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 11 tới. Thỏa thuận bao gồm giải pháp để tránh một biên giới cứng giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland, vấn đề khó khăn nhất trong quá trình đàm phán Brexit, đồng thời cho phép toàn bộ nước Anh ở lại trong liên minh thuế quan. Cùng ngày, Đức và các nước khác trong EU khẳng định với Anh rằng dự thảo thỏa thuận về Brexit không thể được đàm phán lại. Chủ tịch các bộ trưởng tài chính Eurozone cùng nhiều nước thành viên cho biết đề xuất cải cách ngân sách Eurozone của Pháp và Đức có thể đạt được sự đột phá trong tháng tới. Tại hội nghị các bộ trưởng tài chính Eurozone vừa diễn ra, Pháp và Đức đã đạt được một sự đột phá trong đề xuất cải cách ngân sách và một thỏa thuận có thể được ký vào tháng tới. Các nhà lãnh đạo tham gia hội nghị này đã bày tỏ sự hoan nghênh đề xuất này. Đây là một đóng góp rất quan trọng và có thể đạt được đột phá vào tháng 12 tới. Nếu chúng ta có thể đồng thuận mọi thứ trong chương trình này, đây sẽ là một chương trình rất mạnh mẽ và sẽ được trình lên các lãnh đạo các nước. Pháp và Đức đã cùng nhau đưa ra các biện pháp liên quan tới khả năng đối phó với rủi ro của Eurozone, và đó là việc thiết lập một ngân sách mới cho Eurozone.
Rõ ràng đề xuất này chỉ không bao gồm Italia, nhưng mọi thành viên khác đều quan tâm, và chúng tôi là những cộng đồng được tín nhiệm và ủy ban đang làm những gì cần thiết vì mọi quốc gia thành viên. Theo đề xuất chung của Pháp, Đức, ngân sách khu vực đồng euro sẽ chỉ áp dụng cho những thành viên của khối tuân thủ các quy định của EU nhằm hạn chế thâm hụt ngân sách và nợ. Italia sẽ không thay đổi kế hoạch ngân sách 2019 bất chấp chỉ trích từ phía Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục. Đây là phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Italia Giovanni Chia sau khi tham dự hội nghị các bộ trưởng tài chính Eurozone. Italia đang đối đầu với Ủy ban châu Âu và nhiều chính phủ Eurozone về vấn đề chi tiêu ngân sách. Bruxelles đã bác bỏ kế hoạch ngân sách mới của nước này, cho rằng dự thảo này không đáp ứng được yêu cầu của EU. Tuy nhiên, chính phủ Italia khẳng định sẽ không thay đổi quyết định. Cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. Tất nhiên, chính phủ không có kế hoạch thay đổi dự thảo luật ngân sách, nhưng chúng tôi có thiện chí đàm phán để thay đổi các điều kiện kinh tế của chúng. Tôi hy vọng tương lai các cuộc thảo luận sẽ có tính xây dựng hơn. Chính phủ Italia đã khẳng định mục tiêu thâm hụt ngân sách vẫn dừng ở mức 2,4% GDP và dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Italia sẽ là 1,5%. Tuy nhiên, quá trình bán các tài sản công sẽ được đẩy nhanh, trong khi hoạt động chi tiêu công được giám sát chặt chẽ. Ngày 19 tháng 11, nguồn tin tiết lộ vụ rửa tiền của Danske Bank, ngân hàng lớn nhất Đan Mạch cho biết, một ngân hàng châu Âu lớn đã giúp xử lý các khoản thanh toán đáng ngờ lên tới 150 tỷ đô la Mỹ, và trong đó có hai ngân hàng Mỹ liên quan. Đây là thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc chi nhánh Estonia của ngân hàng Danske Bank thực hiện các khoản thanh toán đáng ngờ tổng cộng lên tới 200 tỷ euro từ năm 2007 đến 2015. Đan Mạch, Estonia, Anh và Mỹ đã yêu cầu điều tra vụ bê bối toàn cầu ngày càng lớn này. Chính ngân hàng này cũng không thể chắc chắn lượng tiền phi pháp được giao dịch tại chi nhánh ở Estonia. Vụ việc đã khiến giám đốc điều hành của ngân hàng phải từ chức hồi tuần trước. Sau đây là các thông tin đến từ châu Mỹ. Fed để ngỏ khả năng tăng lãi suất. Mexico hy vọng Mỹ dần gỡ bỏ thuế nhập khẩu nhôm và thép. Dù đã nhiều lần tăng lãi suất, song lãi suất của Mỹ hiện vẫn đang ở mức thấp. Do đó, không loại trừ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm theo lộ trình dần dần. Đây là nhận định của ông John Williams, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, cơ quan hoạch định chính sách của Fed, ông John Williams, sau 3 lần tăng trong năm nay, lãi suất cơ bản của Mỹ hiện tại vẫn ở mức thấp, vì vậy nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất. Điều đó cho phép nền kinh tế Mỹ duy trì đà tăng trưởng, trong khi vẫn kiểm soát được lạm phát. Ngay sau bình luận trên, đồng đô la Mỹ đã giảm giá xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần qua. Ngày 19 tháng 11, Đại sứ Mexico tại Mỹ Gerenino Gutierrez cho biết Mexico hy vọng Washington bắt đầu bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm từ Mexico vào cuối tháng này, khi Canada, Mexico và Mỹ chuẩn bị ký kết thỏa thuận thương mại sửa đổi có tên Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada USMCA. Hiện chưa rõ liệu thuế đối với Canada có được dỡ bỏ hay không. Hiện văn phòng của đại diện thương mại Mỹ chưa đưa ra bình luận gì. Sau hơn một năm đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA, ba nước trên hy vọng ký kết thỏa thuận mới USMCA vào ngày 30 tháng 11 tới tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Argentina. Ngày 19 tháng 11, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết ngân hàng Société Générale của Pháp đã đạt thỏa thuận ngoài tòa án trả 1,34 tỷ đô la Mỹ tiền phạt cho các cơ quan công quyền của Mỹ do đã vi phạm các lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ của Washington chống Cuba, Iran, Sudan và một số nước khác. Theo một thông báo chính thức, ngân hàng lớn thứ ba của Pháp, Société Générale, đã thực hiện 2.600 giao dịch quốc tế trong giai đoạn 2003 đến 2013, đi ngược lại các biện pháp trừng phạt mà chính phủ Mỹ đưa ra. Société Générale sẽ phải trả 717 triệu đô la Mỹ cho Bộ Tư pháp Mỹ, 420 triệu đô la Mỹ cho Sở Dịch vụ Tài chính New York, 163 triệu đô la Mỹ cho Cơ quan Kiểm soát quận Manhattan, 81 triệu đô la Mỹ cho Fed và 54 triệu đô la Mỹ cho Bộ Tài chính Mỹ. Fed cho biết Société Générale
đã có những hành động thiếu an toàn và gây hại cho việc áp dụng các biện pháp trừng phạt trong khuôn khổ của cuộc bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba. Bên cạnh việc nộp phạt, Société Générale cũng bị cấm tái ký hợp đồng với các cá nhân liên quan tới những vi phạm trước đây hay giữ họ với tư cách là nhà thầu hoặc tư vấn. Tổng thống Ecuador Lenín Moreno thông báo vừa ký nghị định thành lập Ủy ban Quốc gia Liên ngành nhằm thúc đẩy tiến trình gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, hiện gồm 37 quốc gia thành viên. Tổng thống Moreno nhấn mạnh việc gia nhập OECD sẽ cho phép Ecuador đạt được các tiêu chuẩn tốt nhất thế giới trong lĩnh vực xã hội, kinh tế và môi trường, đồng thời cho phép nước này có điều kiện thuận lợi hơn khi tiếp cận tín dụng quốc tế và nguồn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, quyết định này còn giúp Quito thúc đẩy nhiều chương trình phát triển công nghệ, chính sách về môi trường và xã hội. Thưa quý vị, vậy là trong chiều tối 19 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 19 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và bền vững. Thông tin toàn cảnh về chuyến thăm này sẽ được VITV làm rõ trong góc bình luận ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi. Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã thăm chính thức Việt Nam nhằm tiếp tục nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia. Hai bên đã nhất trí phối hợp, tổ chức tốt năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019-2020, nhân kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt-Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đặc biệt, hai nước đã cam kết tăng gấp 3 lần kim ngạch thương mại song phương từ 3,55 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, đồng thời tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác về lĩnh vực năng lượng, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác song phương. Tôi xin nhấn mạnh rằng các công ty dầu khí của Nga và Việt Nam đang hợp tác rất thành công. Chính phủ Nga đã đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án mới, kết hợp giữa các công ty như Gazprom, Rosneft, Zarubezhneft, Petro Việt Nam và các công ty khác. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy các dự án hợp tác quy mô trọng điểm trên các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực thông tin, công nghệ số, chính phủ điện tử, khẳng định quyết tâm triển khai dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam, trị giá 350 triệu đô la Mỹ. Theo thống kê, về đầu tư, tính đến tháng 6 năm 2018, Liên bang Nga có 117 dự án đầu tư trực tiếp vào Việt Nam còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam có 22 dự án đầu tư vào Nga với tổng số vốn đầu tư mới và tăng vốn đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ. Khi đẩy mạnh mở cửa hội nhập, Nga là nước đầu tiên Việt Nam chọn để thiết lập đối tác chiến lược, đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sau này. Lịch sử cho thấy, mối quan hệ giữa hai nước luôn nồng ấm, tin cậy, vượt qua mọi thử thách của thời gian và sự biến động của lịch sử. Dù vậy, hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Nga thời gian qua được xem là chưa tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, như thừa nhận của chính Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Do đó, để đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, điều này vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với cả hai nước. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên VITV đã có cuộc trò chuyện với giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn, chuyên gia phân tích chính trị, Viện Nghiên cứu Châu Âu. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Như đã được biết thì Nga và Việt Nam đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Vậy theo ông đâu là những thuận lợi cũng như khó khăn trong việc đạt được mục tiêu này? Để nâng lên cái mục tiêu là 10 tỷ đô vào năm 2020 có nghĩa là chúng ta chỉ còn gần 2 năm nữa là một thách thức không nhỏ đối với cả Việt Nam lẫn Liên bang Nga. Nên nhớ rằng là gì là hiện nay là kim ngạch trao đổi thương mại giữa Nga và Việt Nam chúng ta ấy là bằng 1/10 với ASEAN, 1/12 đối với Mỹ, 1/50 đối với Trung Quốc. Trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam với Liên bang Nga ấy thì chúng ta chiếm khoảng 0,8% đối với Việt Nam. Nhưng phía Nga ấy chỉ 0,2%. Một con số cực kỳ khiêm tốn, cực kỳ nhỏ.
tại sao cái kim ngạch nó cứ ì ạch mãi thế? Khó khăn ở đâu? Trước hết tôi cho rằng là cái thói quen, cách làm. Thói quen chúng ta bây giờ là chúng ta chỉ quen làm với Mỹ, quen làm với Trung Quốc và gần đây nữa là đối với ASEAN. Hai nữa là quan trọng nhất là cái thói quen chúng ta chưa nối được cái cách làm việc với Nga. Làm việc với Nga người ta còn ngại, khó khăn trong khâu thanh toán, khó khăn trong cái khâu gọi là gì, tâm lý khách hàng. Đặc biệt người Việt chúng ta chưa thật làm quen với tâm lý tiêu thụ của người Nga. Người Nga đòi tiêu chuẩn rất cao, ngang với châu Âu, ngang với Mỹ. Vậy theo ông đâu là những thuận lợi một bên cạnh những khó khăn ? Thuận lợi chúng ta phải nói là cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Putin đã từng nói rằng là gì? Quan hệ giữa Việt Nam, Liên bang Nga là quan hệ của hai người bạn thủy chung và không bao giờ phản bội nhau. Độ tin cậy chiến lược cao lắm, cao vô cùng, cao nhất đấy. Trong tất cả các mối quan hệ trên thế giới hiện nay thì quan hệ đối tác chiến lược và độ tin cậy về mặt chiến lược thì quan hệ của mình đối với Liên bang Nga cao nhất. Tôi khẳng định chắc chắn thế. Chúng ta có một cái cộng đồng rất rộng lớn ở nước Nga. Hàng mấy chục vạn người. Đúng không? Chúng ta có cả một cái bộ máy mà rất nhiều người biết tiếng Nga. Ngay bản thân tôi là chủ tịch một hiệp hội 2 vạn người biết tiếng Nga, hiểu văn hóa Nga, truyền thông Nga. Có lẽ rằng là gì là nếu nói mà đem ra Bắc cân cái quan hệ đối tác chiến lược mà trong đấy là hiểu biết về nền văn hóa, khoa học kỹ thuật Bắc cân giữa Mỹ với Nga thì tôi tin chắc rằng cái cân nặng về phía Nga sẽ nặng hơn. Vậy theo ông, Việt Nam và Nga cần làm gì để đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác lao động, một lĩnh vực tiềm năng khác bên cạnh dầu khí ạ? Vâng, tôi được biết là Việt Nam với Nga sắp sửa ký một cái hiệp định, nghị định thư hợp tác lao động giữa hai nước. Đây là một tin vui lớn để chúng ta đẩy nhanh cái số lượng xuất khẩu lao động Việt Nam ra nước ngoài. Làm sao đến năm 2025 chẳng hạn, thậm chí 2030 chẳng hạn, chúng ta xuất khẩu đi được 1 triệu trên 1 triệu người đi lao động ở nước ngoài. Trong đấy, Nga phải chiếm số lượng là cao nhất. Để làm được việc này thì chúng ta phải có khâu chuẩn bị. Trước hết là chuẩn bị về nhân lực, đúng không? Trình độ, tay nghề, ngoại ngữ. Và đặc biệt là rất thuận lợi. Trong tất cả các lao động thì Nga rất tin cậy lao động Việt Nam. Tôi nghiên cứu về dân số Nga thì những năm gần đây là cái sự phát triển dân số Nga nó rất là chậm. Có năm nó dừng. Cho nên bạn rất thiếu lao động. Và bây giờ là có lao động Việt Nam sang tốt quá. Nhưng chúng ta phải đáp ứng được tất cả những yêu cầu của bạn. Nhưng ngược lại phía Nga cũng phải có đáp ứng được yêu cầu của ta. Tôi nói ví dụ rằng là xuất khẩu lao động Việt Nam, công nhân Việt Nam sang đây lao động thì tối thiểu lương cũng phải 1.000 đô, 1.500 đô một tháng. Liệu cái việc này nền kinh tế Nga đã sẵn sàng chưa? Tôi cho khó đấy. Bởi vì lao động trung bình của người Nga thì cũng chưa phải ở cái mức đấy. Miễn là bây giờ chúng ta phải tích cực đào tạo, tích cực chuẩn bị nhân lực. Và phía Nga cũng phải làm sao mà đưa vào những các cái khu vực kinh tế để mà làm sao có thu nhập cao. Tiềm năng rất lớn, nhưng rất nhiều vấn đề chúng ta phải giải quyết. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì mãi mãi cái hợp tác chúng ta chỉ là gọi là tình cảm rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế chúng ta lại không được bao nhiêu. Xin cảm ơn ông một lần nữa vì đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Từ năm 2001 đến nay, gần như năm nào cũng có các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau giữa Việt Nam và Nga hoặc đến một trong hai nước. Điều này thể hiện ý chí của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam. Hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần thứ tư của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lần này sẽ mang lại những hiệu quả hợp tác mới, thiết thực giữa hai nước trên cả bình diện chính trị lẫn kinh tế, qua đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch hai chiều lên mức 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 hoặc có thể là cao hơn nữa. Đến đây chương trình Trên từng kinh tuyến xin được kết thúc. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook, kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.